Em xin chào tất cả các thầy cô. Em là Liên ạ. Kiểm tra mấy chị. Em là Đoàn Thị Liên. Em vâng, hôm nay em đến đây thì rất may mắn là được học cùng với các thầy cô và cùng Trang. Thì đây là một cái bài thực hành mà em cũng đã thực hành nhiều lần rồi. Và sau mỗi một lần thực hành thì cái kết quả càng ngày càng tăng lên. Cái lần thực hành đầu tiên ấy là em có thực hành trong một cái bài khi mà tham gia học NLP cùng với Google Maps Pro. Cái lần là khi đấy là cái giữa điểm B và điểm C của em cũng cách nhau cũng khá là xa. Đến lần thực hành thứ hai là khi mà học NLP cùng với Google Trang thì cái điểm C đã cách so với điểm A thêm khoảng 15 cm. Cái lần tiếp theo là em cũng học NLP với thầy Mark thì cái điểm C của em và điểm D thì nó lại tăng thêm nữa. Và một cái lần thứ tư là khi học với thầy Sabachan ấy, cũng học với NLP thì mình thấy cái điểm của mình nó lại tăng lên. Và ngày hôm nay thì kết quả nó lại còn hơn nữa. Ngày hôm nay mà khi thực hành cùng với các thầy cô ấy, thì em đã vượt qua được 360 độ. Đấy, đúng là qua được cái mức độ như thế. Thì em mới thấy là cái niềm tin nó không có giới hạn. Thực sự là đôi khi là mình tự giới hạn mình thôi. Và cái sức mạnh bên trong bản thân mỗi thầy cô, bản thân mỗi anh các chị là không có giới hạn. Và mình đừng tự giới hạn mình lại. Cho nên hãy tin là mình có thể làm được rất nhiều việc. Hãy tin vào điều đó. Và sau khi mà em Liên được học nhiều về NLP thì em Liên mới thấy là trước đây mình tự giới hạn bản thân mình nhiều quá. Và sau đó mình mới bỏ cái giới hạn đấy đi, cái rào cản niềm tin đấy đi. Và em Liên dám bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái, dám thay đổi công việc của mình. Trước đây em Liên là làm trong hai công ty Nhật. Sau khi mà học NLP thì em Liên thấy là hơn 15 năm rồi đi làm cho hai công ty Nhật, tất nhiên mình cũng được học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà cái môi trường sau hơn 15 năm làm việc như thế thì cái khả năng học hỏi của mình nó càng ngày càng hạn chế đi. Và em Liên dám thay đổi sang một cái lĩnh vực mới là lĩnh vực đào tạo tư vấn, tăng năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và chuyên đào tạo in-house cho các công ty FDI hay các công ty có vốn nước ngoài. Thì khi mà sang cái lĩnh vực mới này thì Liên mới thấy là ôi, cái giới hạn của mình trước đây mình bị giới hạn cực kỳ nhiều. Mình tin là mình là dân kỹ thuật, mình chỉ quản lý được máy móc thiết bị, mình chỉ quản lý được sản xuất, mình chỉ quản lý được chất lượng ở trong công ty thôi, quản lý được nhân sự thôi. Chứ còn cái khả năng đứng trước đám đông, rồi khả năng kết nối mọi người, rồi khả năng có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp, rồi khả năng mình có thể được giao lưu học hỏi, chắc chắn là mình không làm được đâu. Thế thì khi mà ở Liên thay đổi cái tư duy đấy và giao lưu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn thì mình thấy là wow, thật là tuyệt vời. Mỗi khi mà mình được giao lưu với một người nào đó, được học, được ngồi bên cạnh bất kỳ một ai, mình sẽ học hỏi được ở người ta một cái gì đấy. Và Liên thấy là mình sẽ trưởng thành nhiều hơn. Và ngày hôm nay rất vui là được trải nghiệm cùng với các thầy các cô, và Liên đã rút ra được rất nhiều những bài học. Và hy vọng là các thầy các cô cũng như em Liên, là mình hãy bỏ cái rào cản, cái niềm tin giới hạn của mình đi. Mình hãy mở lòng nhiều hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và tương tác nhiều hơn. Và khi đấy em Liên tin chắc rằng các thầy cô sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và thấy cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Em xin chúc mừng.